Chào mừng các bạn đến với bài thi thử TOEIC Online do Hoàng Ology English tổ chức. Mình là Mai và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thực hiện bài thi TOEIC Online tại nhà. Để cho bài thi được diễn ra một cách suôn sẻ nhất thì đầu tiên các bạn cần phải lưu ý những điểm sau. Về địa điểm thi, chúng ta cố gắng sắp xếp làm bài thi trong một phòng thi yên tĩnh và nghe bằng loa ngoài sao cho chân thực nhất. Bởi vì khi các bạn đi thi thật thì phòng thi sẽ không được kết âm hoàn toàn. Chúng ta được nghe bằng loa ngoài, không có loa riêng cho từng người nên cũng khó tránh khỏi những tạp âm phía bên ngoài phòng thi. Tuy nhiên nếu như mà điều kiện không cho phép thì các bạn cũng có thể sử dụng tai nghe nhé. Thứ hai là về công cụ làm bài, chúng ta cần phải chuẩn bị bút và giấy nháp. Trên giấy nháp thì các bạn hãy đánh số sẵn từ 1 đến 200 để điền các đáp án mà bạn cho là đúng trong quá trình làm bài. Kết thúc bài thi thì mình sẽ có thêm 15 phút để điền đáp án vào link phiếu trả lời online được ghi ở trong email đề thi. Và các bạn thì cũng nên cố gắng tải toàn bộ đề thi về máy, bao gồm có video để nghe và file PDF của đề đọc để đảm bảo được cái độ phân giải tốt nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến quá trình làm bài. Và mình cũng xin lưu ý là bài thi của Hoàng Ology English là bài thi đánh giá năng lực cá nhân của từng người một và mang tinh thần tự giác là chính. Nên các bạn chúng ta hãy làm bài một cách nghiêm túc, trung thực, độc lập, không sử dụng từ điển, không sử dụng sự trợ giúp từ phía người xung quanh để bài thi phản ánh đúng nhất năng lực cá nhân của bạn. Và việc kết quả phản ánh sai thực lực cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tính chất của bài thi cũng như lộ trình để ôn tập đạt mục tiêu của chính bạn sau này. Vì vậy mọi người hãy hết sức chú ý nhé. Và bài thi của chúng ta sẽ là một bài thi TOEIC full test với hai kỹ năng nghe và đọc hiểu trong vòng 120 phút, không có thời gian nghỉ ở giữa. Có 200 câu trắc nghiệm, trong đó phần nghe 100 câu trong vòng 45 phút và phần đọc cũng là 100 câu trong vòng 75 phút. Do có phần nghe nên các bạn cũng lưu ý là mình hãy để điện thoại ở chế độ im lặng. Nếu có thể chúng ta hãy để chế độ máy bay hoặc tránh chế độ rung bởi vì rất dễ bị phân tâm khi có người gọi điện thoại đến. Điện thoại rung, bài thi rung và kết quả cũng sẽ rung. Chúng ta hãy dành ra ít phút để kiểm tra xem có đang bật chuông báo thức hay không nhé. Và bạn nào sợ người thân lo lắng thì hãy nhắn tin sẽ không nghe máy trong vòng 2 tiếng. Anh em hay bố mẹ đừng lo nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến phần quan trọng nhất, đó là cấu trúc bài thi của chúng ta. Thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về phần nghe để các bạn khỏi bỡ ngỡ. Còn về phần đọc thì ở trong đề đã có hướng dẫn cụ thể rồi nên mình không hướng dẫn thêm nữa. Về phần nghe thì chúng ta sẽ được nghe một lần duy nhất. Có 100 câu được chia ra làm 4 phần như ở đây. Thì thứ nhất là về phần mô tả tranh, chúng ta sẽ được xem 6 bức tranh. Mỗi bức tranh này sẽ có 4 phương án mô tả. Các bạn lắng nghe và chọn phương án mô tả phù hợp. Phần thứ hai là phần câu hỏi, câu trả lời. Các bạn sẽ được nghe 25 câu hỏi. Mỗi câu hỏi này sẽ có 3 phương án trả lời. Chúng ta lắng nghe và chọn phương án trả lời chính xác nhất có thể nhé. Phần thứ ba là phần đoạn hội thoại. Thì các bạn cần lắng nghe 13 đoạn hội thoại. Mỗi đoạn hội thoại này sẽ có 3 câu hỏi tương ứng với 4 phương án trả lời. Chúng ta lắng nghe và chọn phương án trả lời phù hợp. Cuối cùng là phần nghe bài nói ngắn. Thì chúng ta cần phải nghe 10 bài nói. Mỗi bài nói này sẽ có 3 câu hỏi tương ứng với 4 phương án trả lời. Các bạn hết sức chú ý lắng nghe và chọn phương án trả lời phù hợp. Một điểm nữa mà mình muốn lưu ý đó là trước mỗi phần nghe thì đều có phần hướng dẫn riêng. Hướng dẫn phần 1 và 2 thì rất dài, sau đó là một ví dụ minh họa. Còn hướng dẫn phần 3, 4 lại tương đối ngắn, sau đó không có ví dụ minh họa mà trực tiếp vào bài thi luôn. Nên chúng ta thường rất dễ bị hụt hẫng ở đây. Để tránh điều đó, các bạn cần phải hết sức lưu ý vào số thứ tự khi người ta đọc. Ví dụ number 1, number 2, sau đó tích ở vị trí tương ứng ở trên bài làm của mình, tránh trường hợp để nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến kết quả của bài thi. Kết thúc phần nghe thì các bạn sẽ tự động mở đề của phần đọc ra và bấm giờ làm bài trong vòng đúng 75 phút để đảm bảo kết quả chính xác nhất có thể nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ bước sang phần nộp bài đúng không ạ? Đây là cũng là một phần tương đối là quan trọng. Các bạn chú ý là khi vào nộp bài này thì mình sẽ mở lại cái email đề thi mà các bạn nhận được, vào mục 3 phần phiếu trả lời online sẽ có một link Google biểu mẫu để các bạn điền các thông tin và đáp án của mình vào. Nó sẽ có giao diện tương tự như là ở đây. Chúng ta có thể thấy ở trên giao diện này thì là mọi người sẽ có đầy đủ các thông tin cần phải điền, gồm họ và tên và mã đề, số điện thoại và email để trung tâm có thể gửi kết quả về cho các bạn. Và cái phần để chúng ta có thể điền các đáp án trắc nghiệm giống như là này. Rất là thuận tiện phải không ạ? Sau khi các bạn gửi bài về cho trung tâm thì kết quả sẽ được trả về trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm trung tâm nhận được đáp án của bạn. Và nếu như bạn nào muốn chấm điểm sớm hơn thì các bạn có thể liên hệ với chúng mình qua fanpage Facebook Hoàng Ology English hoặc theo số hotline nhé. Trên đây là những các bước thực hiện sao cho bài thi online được diễn ra một cách thuận tiện và suôn sẻ nhất. Thì chúc các bạn có một buổi thi suôn sẻ, không gặp trục trặc hay là gián đoạn gì và phản ánh được kết quả chính xác nhất năng lực của bản thân. Xin chào!